đội tuyển Việt Nam dừng chân ở bán kết AF Cup 2020 vì thất bại trước Thái Lan sau hai lượt trận. Hồng Duy nhận nhiều chỉ trích khi cú trượt chân của anh khiến đội tuyển phải nhận bàn thua. Sau khi kết thúc hành trình của giải đấu, trên trang cá nhân, cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Lời đầu tiên cho Duy gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ vì pha trượt chân của Duy ở lượt đi khiến cho kết quả lượt về của đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn. Bản thân Duy cảm thấy tiếc nuối khi đội tuyển dừng chân tại bán kết. Nhưng thời sự hôm qua, Duy xin gửi lời cảm ơn đến tập thể đội đã có một trận đấu quả cảm, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Cảm ơn toàn thể người hâm mộ trong và ngoài nước đã luôn theo dõi, ủng hộ đội tuyển suốt thời gian qua. Chuẩn bị cũng bước sang năm mới, xin chúc tất cả mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Các cầu thủ khác cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Phan Văn Đức viết: "Chúng ta đã thua nhưng vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu để trở về. Xin lỗi và cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành và yêu thương đội tuyển. Giờ là lúc nghĩ cho tương lai, một trận đấu tuyệt vời." Trung vệ thủ quân Quế Ngọc Hải phát biểu sau khi Việt Nam không thể vượt qua Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020. "Người hâm mộ đã yêu thương, kỳ vọng vào đội tuyển nhưng chúng tôi đã không làm thỏa lòng mọi người. Cả hai trận đấu với Thái Lan chúng tôi đều đặt quyết tâm cao nhưng may mắn không đồng hành. Chúng tôi biết người hâm mộ quê nhà rất khát khao và chờ đón những thành quả tốt nhưng chúng tôi đã không thể mang lại điều tốt đẹp. Chúng tôi hứa sẽ đứng dậy sau giải đấu này và đạt thành tích cao ở các giải đấu phía trước." Sau giải đấu này, Quế Ngọc Hải và đồng đội có nhiệm vụ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp Australia, Trung Quốc, Oman và Nhật Bản trong 3 tháng đầu năm 2022.